Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn vẽ về một cái vòi vòi nước nhé. Cái vòi này, cái mẫu này mình kiếm trên mạng nhé các bạn ơi. Cái mẫu này cũng khá là lý thú, mình thấy hình dáng cũng khá là độc đáo, mình sẽ vẽ cho các bạn nhé. Bài tập này thì nó ôn cho các bạn những lệnh cơ bản mà thôi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn xem nhé. Mình vẽ 2D trước này. Chúng ta ràng buộc kích thước vô nhé, rồi đó làm kích thước vô này. Ok, nó cho cái đường này thành cái đường màu đen nha các bạn, tại nó mà có màu xanh xanh là chúng ta làm buộc chưa có cứng ấy. Đó là một cứng nào nó có màu đen hết rồi. Chúng tiến hành dùng lệnh revolve nhé. Rồi ok, rồi được nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vẽ một cái vòi nó ở đây nhé. Tập này nó không có khó đâu, cái vòi ở đây là chúng mình sẽ dùng cái swept, mình swept nó lại. Là sao cái gì đâu đó, mình vẽ cái vòi, cái này mình vẽ bằng mắt nha các bạn, mình căn chỉnh cho cái vòi nó hợp lý, cái mẫu này nó không còn quá chính xác đâu, cái này mẫu nhìn dụng không phải là chính xác. Rồi ok, cứ nhập số vô đó, coi cho nó hợp lý hay chưa. Đó cái vòi nó cứ dạng cái này thôi, vẫn còn ấy được, nhưng mà mình nhìn nhanh cái này nó không có quan trọng chính xác, cũng chính xác bằng làm thêm. Đó, bạn swap cho nó. Đó, cái lệnh swap cuộc nó khác với từ reo, lúc mình vẽ nó cứ lộn qua hai cái bên này các bạn. Swap bên này mình phải vẽ cái tiếp diện là mình mới swap được. Này ví dụ tròn nó có sẵn rồi nên mình có phải swap thôi chứ. Mình từ reo bạn vẽ ngay trong cái lệnh của swap của nó luôn, mà mình hay bị lộn lắm các bạn ơi. Nó phải cái phần sau, các phần gắn với lại cái đường đường nước này. Đó mình nhập là số liệu nó vô. Rồi ok đó. Rồi bắt đầu mình chút cho nó nha các bạn ha. Rồi ok. Các bạn chút xong rồi các bạn sẽ fillet cho nó nha các bạn. Fillet cho nó này. Rồi ok. Đó các bạn tiến hành dùng lệnh shell nhé. Dùng lệnh shell. Ok các bạn nhập vô. Bạn nhớ lưu bài nhé. Các bạn dùng lệnh shell là lệnh tạo vỏ. Nhưng mà chắc cú các bạn dùng lệnh shell nhé. Rồi đó lệnh shell này. Các bạn nhập giá trị về của bề dày cho nó, là các bạn thích chọn cái bề mặt của nó. Các bạn nhớ show review cho các bạn xem nhé. Rồi ok. Đó cái kích chọn bằng bên grail, bằng dùng chữ phím control nó mới chọn được nhiều mặt một lúc. Các bạn chọn được có một mặt này, mà nhiều phần mềm chỉ khác nhau được có đôi chút thôi, về cơ bản nó giống nhau, có khác nhau một số cái lệnh thôi nha các bạn ha. Rồi ok, ra mình bạn nào mà theo dõi kênh của mình thì có thể học được hai phần mềm luôn, tự học được nha các bạn, chứ không cần thiết là phải đến trung tâm nha các bạn ha. Ở đó các bạn dùng lệnh chút của các bạn, chút nhập dấu với chị vô, bạn chút nó ra. Rồi ok, nó dày hơn các bạn, cái này nó phần ren nha các bạn, phải cho nó dày hơn tí, không các bạn ấy mỏng quá nó cũng không đúng cho lắm đâu. Phần ren này nó lắp vô mà nó mỏng quá nó dễ bị bể lắm đó. Đó các bạn fillet, các bạn chan chamfer tắt mất chỗ này nó hơi bé mát một tí. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ theo là mình sẽ để cái phần tròn đây mình tạo ren nha. Các bạn nào biết tạo ren hết rồi đúng không? Các bạn theo dõi các những cái video mà về cái mấy bình nước á, cái ốc vít mình có tạo ren đó các bạn ha. Bạn theo dõi nhé.
Nếu các bạn thích kênh YouTube của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình nha các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, đây là mình vẽ thêm cái phần ở đây, là cái phần bạn nó ngăn nó không bị tuột đi nè. Ok, đó thì mình sẽ vẽ ở đây. Cái này bấm phím Ctrl 8 nó sẽ quay cái mặt phẳng vào đối diện các bạn nha các bạn. Bấm Ctrl 8 là nữa nó sẽ xoay cái phương chiều của nó. Đỡ hơn Corel thì vẽ những lúc mình chọn lộn cái hướng á, mình vẽ phải chọn hướng xoay cho nó lâu lắm. Rồi dùng lại nè. Chút nè, rồi ok các bạn nè, một cái chị cho nó là 10 rồi, ok rồi đó, bạn có thấy không? Rồi cái hàm mà các bạn nhập vào đây, cái phần đầu vòi nó có cái chỗ nó sẽ to hơn cái phần thân đó nhé. Rồi mình nhìn chút nè, chút nó ra cái độ thin nha, thành mỏng lắm. Rồi một cái chị vô rồi. Ok rồi đó, chỉ như đây thôi. Còn các bạn sẽ tiến hành bo tròn cho nó, các bạn bo tròn cho nó. Ok. Chúng ta bo cho nó xong rồi chúng ta tiến hành chúng ta vẽ cái phần trên đến cái phần van vặn khóa. Thì như mọi khi là cái mấy cái clip mà như vậy mình sẽ vẽ cái phần kiểu dáng bên ngoài nha các bạn ha, cái phần cứ có bên trong mình không có biết, mình không có tìm hiểu lắm, nhưng mà mình các bạn thông cảm, mình chỉ vẽ cái kết cấu bên ngoài thôi, cái bên trong các bạn muốn tìm hiểu thêm bạn vẽ ra cũng được, mình chỉ tìm hiểu được có cái kết cấu bên ngoài mà thôi nha các bạn thông cảm. Rồi bắt đầu mình nó các bạn để mình vẽ lại cái kết cấu này, nó cái phần này nó có phần nhô ra nữa. Rồi xong rồi mình nhập thông số đó, rồi mình revolve cho nó thôi các bạn ha. Đó, sau khi làm kích thước xong mới hành revolve nó chạm chỗ này. Ok xong họ tiến hành bo nhẹ thôi nhé, bo ít thôi, cái mẫu của nó chỗ này nó bo nó vẫn còn hơi nhỏ các bạn. Ok rồi mình sẽ vẽ cái phần bạn của nó nè. Rồi ok, chúng ta vẽ 2D, chúng ta sẽ revolve nó ra. Bài này nói chung là cho các bạn lệnh cơ bản thôi. Chút rồi revolve rồi swap đồ. Đó, bài này là bài chúng ta ôn lại các lệnh cơ bản. Chiếc này nó cũng dễ, nó không có khó đâu. Ok đó, vẽ ra buộc vô rồi revolve nó thôi. Có cái hình dạng như vậy nha, chúng ta sẽ vẽ tiếp cái phần vặn nè. Ok, chúng ta sẽ vẽ cái mặt phẳng này luôn. Rồi ok, các bạn chọn cái này, các bạn vẽ nó ra. Phần này nó hơi xếp xéo chứ nó không có được thẳng nha các bạn. Rồi ok, rồi mình ràng buộc nó lại nè. Ok, buộc nó lại rồi mình sẽ revolve xoay cho nó nha. Đó, ràng buộc kích thước cho nó.
đó mình ràng buộc xong rồi mình tiến hành mình xoay xoay nó xoét cho nó lọt vô nó. Ok, đó là cái dạng này mình tiến hành miro nó, miro nó vào cái mặt lạnh nha. Rồi ok rồi đó, rồi mình sẽ bo nó lại, fillet nó lại là hoàn thành nha các bạn ha. Đó, fillet lại thôi đó. Hy vọng thời gian tới bạn sẽ ủng hộ cho mình, tiếp tục cho mình có động lực làm video nha các bạn ơi. Đó, mình là xong các bạn ơi. Rồi, các bạn theo YouTube của mình hãy ủng hộ cho mình nha các bạn. Rồi, các bạn ở đây nhé.